hé lộ mức lương thưởng khủng đến khó tin của sân trường khi gia nhập câu lạc bộ Buriram United. Xuân Trường đã tiếp bước Văn Lâm sang Thái Lan chơi bóng. Cụ thể là Xuân Trường sẽ khoác áo câu lạc bộ Buriram United với bản hợp đồng cho mượn 1 năm. Theo tiết lộ, để có được sự phục vụ của tiền vệ này, Buriram United đã phải trả cho Hoàng Anh Gia Lai số tiền lên tới 150.000 USD. Chưa dừng lại ở đây, Xuân Trường sẽ nhận được mức lương sắp xỉ là 10.000 USD trên một tháng, đồng thời được cung cấp xe riêng và nhà riêng. Mức đãi ngộ này tương tự với những gì mà Văn Lâm đã được hưởng thụ tại Mua Thông United. Vào chiều ngày 10 tháng 2, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF Cao Văn Chóng đã đến sân tập của đội tuyển U22 quốc gia Việt Nam tại trường Đại học RMIT để động viên, chúc mừng và tặng quà lì xì các thành viên nhân dịp năm mới. Sau khi Văn Lâm chia tay Hải Phòng để gia nhập Mua Thông United, Vũ Hải đã được Ban Liên đoàn Hải Phòng FC gọi trở lại đất cảng. Thế nhưng Sông Lam Nghệ An không phải quá âu lo vì họ sẽ đón sự trở lại của Trần Nguyên Mạnh khi anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Chia sẻ với báo chí, Nguyễn Mạnh cho biết: "Thời gian vừa qua, cánh tay của tôi đã hồi phục tốt và tập luyện trở lại bình thường. Sau một thời gian phải rời xa sân cỏ để dưỡng thương, tôi rất nhớ không khí bóng đá và đang háo hức chờ ngày trở lại." Trong danh sách 29 cầu thủ mà huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã đăng ký để gửi lên ban tổ chức giải, đáng chú ý là sự vắng mặt của hai tiền vệ rất được người hâm mộ Sông Hàn kỳ vọng, đó là Võ Huy Toàn và Hồ Ngọc Thắng. Bởi lẽ chấn thương của Huy Toàn gặp phải từ giai đoạn lượt về V-League năm 2018 cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hoàn toàn bình phục để tập luyện cũng như là thi đấu. Vì thế mà huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã quyết định gạch tên tiền vệ trái này khỏi danh sách mùa giải năm 2019. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Hồ Ngọc Thắng, bởi trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam tại SEA Games 28 đã dính phải chấn thương rất nặng ở dây chằng đầu gối. Sắp tới thì Thắng Cỏ sẽ được Ban Liên đoàn SHB Đà Nẵng đưa sang Thái Lan để phẫu thuật. Dự kiến tiền vệ này cần đến 6-9 tháng để hồi phục hoàn toàn. Bầu Đức đã yêu cầu Buriram United phải nhả tiền vệ Lương Xuân Trường về phục vụ cho đội tuyển Việt Nam mỗi khi mà có nhu cầu. Ông nói rằng: "Yêu cầu mà tôi đặt ra cho câu lạc bộ của Thái Lan là mỗi khi đội tuyển Việt Nam có nhu cầu sử dụng thì Buriram United phải cho Xuân Trường về nước để phục vụ. Đó là yêu cầu duy nhất của tôi trong vụ này và câu lạc bộ Thái Lan đã khẳng định họ chấp nhận hoàn toàn." Xuân Trường và cơ hội vươn đến đẳng cấp khác khi khoác áo Buriram United. Đây là lần thứ hai mà Lương Xuân Trường ra nước ngoài đá bóng. Nhưng nếu tính luôn cả Buriram United của Thái Lan thì đây là đội bóng ngoại thứ ba trong sự nghiệp của cầu thủ xuất thân từ Hoàng Anh Gia Lai. Lần này, nhiều khả năng sự nghiệp của Xuân Trường sẽ đứng trước ngã rẽ mới. Ở lần xuất ngoại trước, Lương Xuân Trường đã đến Hàn Quốc, lần lượt khoác áo của câu lạc bộ của xứ Hàn là Gangwon FC và Incheon United. Nhưng giống như trường hợp của Công Phượng, cách này ít mùa giải, lần xuất ngoại đầu tiên của Xuân Trường đã không thành công. Bởi khi đó, Xuân Trường vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và chưa đạt đến tầm vóc như hiện tại. Sau những thành công liên tiếp cùng với các đội tuyển U23 của Việt Nam, Olympic Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam suốt năm 2018 cũng như là đầu năm 2019, Xuân Trường giờ đã là cầu thủ rất khác, tự tin hơn, nhiều kinh nghiệm và sự trưởng thành. Vị thế của chính Xuân Trường trong mắt các đội bóng ngoại nói chung và bản thân câu lạc bộ Buriram United nói riêng cũng đã khác sau khi mà đội bóng Thái Lan chứng kiến cầu thủ này thành công trong năm qua. Họ sẽ đánh giá anh cao hơn, tôn trọng tiền vệ tổ chức đến từ Việt Nam nhiều hơn. Và đội bóng ngoại thứ ba mà Xuân Trường khoác áo trong sự nghiệp chính là Buriram United cũng có trình độ thích hợp với anh, ở một môi trường không quá xa lạ với môi trường của bóng đá Việt Nam. Tại Buriram United, Xuân Trường hoàn toàn có thể được đá chính, được sắm vai nhạc trưởng, vai trò quen thuộc mà Xuân Trường được đào tạo rồi thành danh trong màu áo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Còn nếu so với các đội bóng nội, Buriram United lại đồng đều hơn, nên Xuân Trường sẽ có các đồng đội có chất lượng cao để hỗ trợ anh tỏa sáng. Ở đội bóng mới, Xuân Trường còn có nhiều cơ hội tiếp cận với giải đấu có trình độ cao hơn là giải V-League và có cơ hội được thi đấu nhiều trận đấu có chất lượng tốt hơn, tính cạnh tranh cao hơn những trận đấu vẫn diễn ra hàng tuần trước đây của Xuân Trường, nếu như anh vẫn còn ở lại với giải trong nước. Điều quan trọng là Buriram United là đội bóng rất giàu tham vọng tiến xa, không chỉ là ở Thái Lan mà còn ở đấu trường châu Á.
Vài năm trở lại đây, họ bắt đầu gây tiếng vang ở sân chơi AFC Champions League. Giai đoạn tới, khả năng họ sẽ tấn công thẳng vào việc cạnh tranh thành tích ở đấu trường xanh giá nhất châu Á tầm câu lạc bộ này. Khi đó, nếu hòa nhập tốt với đội bóng mới, Lương Xuân Trường sẽ có cơ hội cất cánh trong sự nghiệp, có cơ hội vươn đến một đẳng cấp khác nhờ được sự rèn luyện trong môi trường có tính chuyên môn cao hơn. Xuân Trường cùng Buriam Anitut dự học kỳ quân đội. Sau khi chính thức gia nhập câu lạc bộ Buriam Anitut, đương kim vô địch giải Thái Lít, tiền vệ Lương Xuân Trường đã bắt đầu tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng với đội bóng mới. Vào sáng ngày 11 tháng 2, tiền vệ người Tuyên Quang đã cùng với các đồng đội mới đến thăm một số địa danh nổi tiếng ở thành phố Buriam trước khi mùa giải mới khởi tranh. Sở hữu vốn ngoại ngữ rất tốt, lại có thời gian thi đấu ở Hàn Quốc nên Xuân Trường dễ dàng hòa nhập với các đồng đội ở câu lạc bộ Buriam Anitut. Đội phó của tuyển Việt Nam tỏ ra khá thoải mái khi liên tục tươi cười và trò chuyện cùng với các ngoại binh như là trung vệ người Vejelua Arat Jun và tiền vệ người Nhật Bản Hajime Hosogai khi cả đội thực hiện buổi tập theo mô hình học kỳ quân đội dưới sự hướng dẫn của các quân nhân Thái Lan. Xuân Trường được Hoàng Anh Gia Lai cho Buriam Anitut mượn trong một mùa giải. Theo nguồn tin uy tín, để có được chữ ký của tiền vệ đội tuyển Việt Nam, các nhà đương kim vô địch Thái Lít đã bỏ ra số tiền lớn. Cụ thể, ngoài mức phí rất lớn từ Hoàng Anh Gia Lai, Xuân Trường cũng được hưởng chế độ thuộc diện cao ở Đông Nam Á. Lương là 10.000 USD, được cấp nhà, xe riêng và các khoản thưởng cá nhân tùy theo thành tích của đội bóng. Bên cạnh đó, thì ban lãnh đạo của Hoàng Anh Gia Lai cũng đề nghị phía Buriam Anitut tạo điều kiện cho Xuân Trường ra sân thi đấu thường xuyên. Ngoài ra, thì mỗi khi tuyển Việt Nam tập trung, tiền vệ người Tuyên Quang cũng sẽ được về nước để hội quân cùng với toàn đội theo quy định của FIFA. Câu lạc bộ Buriam Anitut mà Xuân Trường đầu quân khủng như thế nào? Buriam Anitut được thành lập năm 1970 với tiền thân là PFC, câu lạc bộ bóng đá cơ quan điện lực. Mặc dù đạt được một số thành tích nhất định, nhưng phong độ lúc đó của đội bóng này khá bấp bênh. Chỉ đến khi được tiếp quản mới bởi New Win Chikop, cựu thủ trưởng nông nghiệp Thái Lan từ năm 2009, một kỷ nguyên mới đã được mở ra trong lịch sử của câu lạc bộ. PFC đã được đổi tên thành Buriam P và lấy tên chính thức là Buriam Anitut vào năm 2012. Vị chủ tịch quyền lực lắm tiền nhiều của đã biến đội bóng nằm ở một tỉnh nghèo nhất Thái Lan trở thành một thế lực không chỉ là ở trong nước mà còn trong khu vực Đông Nam Á. Ông đã đầu tư xây dựng sân vận động Chang Arena, sân bóng hiện đại bậc nhất Thái Lan với sức chứa 32.600 chỗ ngồi cùng với các dịch vụ đẳng cấp 5 sao ở xung quanh như là nhà hàng, khách sạn, trung tâm tập luyện, cửa hàng lưu niệm. Những ngôi sao hàng đầu được mang về đưa Buriam Anitut trở thành thế lực hàng đầu của bóng đá xứ Chùa Vàng với kỷ lục 7 lần vô địch Thái Lít, 5 League Cup và nhiều danh hiệu khác. Trận Buriam Anitut gặp Mông Thông Anitut, đội bóng mới chiêu mộ của thủ thành Đặng Văn Lâm, chính là trận derby đáng xem nhất ở Thái Lít 1. Ở đấu trường châu lục, Buriam Anitut cũng vào đến vòng 1/16 của AFC Champions League năm 2018. Về mặt tài chính, đội bóng này cũng là tấm gương đáng học hỏi về cách làm kinh tế trong bóng đá khi biết cách sinh lời từ những nguồn thu của câu lạc bộ như là bán áo đấu, bản quyền truyền hình, mua bán cầu thủ, tiền tài trợ và các loại hình kinh doanh khác. Riêng việc đổi tên sân vận động từ iMobile thành Chang Arena trong vòng 5 năm đã mang về cho Buriam Anitut khoản tiền là 1 tỷ bảng, khoảng 800 tỷ Việt Nam đồng. Doanh thu hàng năm của đội bóng cũng lên tới hàng trăm triệu bảng, bỏ xa đại kình địch Mô Thông Anitut. Giám đốc điều hành của Thái Lít 1 đã nhận xét Buriam Anitut là câu lạc bộ tốt nhất ở Thái Lan về mặt tổ chức và đào tạo. Thực hư về chuyện Xuân Trường được ưu ái số trận ra sân tại Buriam. Xuân Trường vừa chính thức ra mắt câu lạc bộ Thái Lan Buriam theo dạng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai 1 năm. Ngoài thông tin, Trường sẽ nhận được mức lương cao tại đội bóng xứ Chùa Vàng. Một vài nguồn tin cho rằng Buriam còn thỏa thuận với Hoàng Anh Gia Lai rằng sẽ tạo điều kiện để tiền vệ người Tuyên Quang ra sân từ 70-80% số trận của mùa năm 2019. Tuy nhiên, nếu như nhớ lại thì người hâm mộ của Việt Nam hẳn sẽ thấy thông tin này quen quen khi mà Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng sang Hàn Quốc và Nhật Bản để thi đấu đều đã có những thông tin tương tự rằng Incheon Anitut, Yokohama, Mito, Hollyhock hay là Kangwon sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai ra sân. Nhưng cuối cùng, số lượng trận đấu mà Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng được cho ra sân thi đấu là rất ít.
Bản thân Bầu Đức sau này cũng khẳng định rằng, khi cho các cầu thủ xuất ngoại, ông chưa bao giờ yêu cầu đối tác phải có cam kết về việc tạo điều kiện cho các con cưng của mình thi đấu. Xét về mặt thực tế, nếu như không phải là siêu sao, hiếm khi mà các cầu thủ được các câu lạc bộ cam kết về số trận ra sân. Với những cầu thủ như Lương Xuân Trường, Công Phượng, nếu thật sự có cam kết như vậy cũng chẳng phải là điều tốt. Việc mà một cầu thủ có được ra sân hay không là tùy thuộc vào ý đồ mà huấn luyện viên và khả năng của cầu thủ. Nếu như cầu thủ không hợp với sơ đồ của huấn luyện viên hoặc khả năng chưa tốt mà lại được cam kết cho ra sân, có khi sẽ lại khiến cho huấn luyện viên và đồng đội bất mãn. Trên thế, một sự cam kết như thế sẽ không kích thích sự cố gắng phấn đấu của các cá nhân cầu thủ. Xuân Trường, Công Phượng có thể sẽ khó thành công vang dội ở Thái Lít và Calit. Nhưng nếu họ nỗ lực và có sự tiến bộ của riêng mình thì chuyến xuất ngoại năm 2019 vẫn sẽ rất ý nghĩa.